Giacobbe này là Giacobbe tiền. Đây là Thánh Andre. Kia là Thánh Phêrô cầm chìa khóa. Và bên tay phải này là Thánh Phaolô. Ở trên bàn thờ này, bàn thờ một giáo hoàng làm lễ. Ở trong đó còn một cái bàn thờ mà Thánh Phaolô và Thánh Phêrô, những đức giáo hoàng cho tới kỳ đức giáo hoàng Innocent thứ 5 làm lễ đó. Trên đây là hai tượng Thánh Phêrô và Phaolô. Tất cả ở trên kia đều là bằng vàng hết. Đây là cảnh đứng từ dưới cuối nhà thờ Vương cung Thánh đường Saint John Laterano. Tất cả cái trần nhà này đều được mã bằng vàng thật. Tuyệt vời. Bên tay phải này là tượng của Thánh Tadeo. Bức tượng, mỗi bức tượng này là cao 5,5 mét. Xin lỗi, bên tay trái của đền thờ mình đi vào đó là tượng của Thánh Simon. Cái cửa bằng sắt này nó cao, nó to lắm. Và chúng ta đi tiếp. Tượng thứ hai thì dưới đi lên là tượng Thánh Matthew. Marble. Bên này là tượng của Thánh Bartholomew. Ông Thánh ăn nhiều nhất đây. Ông Bartholomew. Bên này là Thánh Philippe. Bên này là Thánh Giacobbe Hậu. Bên này là Thánh Thomas, Thánh người Trung, người Huế đó. Thánh Gioan Tông Đồ. Dưới chân của Ngài có con chim Phượng Hoàng. Dưới đây là mộ của Đức Giáo Hoàng Martino thứ 5. Ngài mất vào năm 1443. Và dưới đây là tượng đồng Thánh Gioan Tẩy Giả.
Trên đây là bàn thờ chính. Ở bên trái là tượng của Thánh Phêrô, bức tượng khổng lồ rất là đẹp. Ở Mỹ này chưa bao giờ thấy cái tượng nào mà nó vĩ đại như vậy. Bên tay phải là tượng Thánh Phaolô. Chặng đường thánh giá đó. Mộ của Đức Giáo Hoàng Martino thứ năm. Xung quanh nhà thờ là 12 tượng của các thánh. Đây là trên trần nhà. Đẹp vô cùng. Liệu bằng vàng, những bức tranh vẽ rất là sống động ở giữa đời hai bên. Có một tranh tuyệt lê ngay ở giữa đây. Những bức tranh vẽ với cái cảnh giáo hội bị bạch hại. Tượng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng giống như ở bên nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô, vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Những bức tượng này rất là sống động và khổng lồ. Đá bằng đá cẩm thạch đủ mọi thứ màu sắc. Đây là bàn thờ chính. Tất cả 14 chặng đằng thánh giá đều bằng đá cẩm thạch, họ đã điêu khắc rất là sống động. Đây là gian cung thánh chính của nhà thờ San John Laterano. Đây là một trong 4 ngôi thánh đường mà hoàng đế Constantinople đã xây cho giáo hội Công giáo. Đây là một cái
tuyệt tác. Trên đó có Chúa Giêsu ở trên trời. Bên tay trái là Saint Paul, Thánh Phaolô, Thánh Phêrô, Đức Maria, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Gioan, rồi Thánh Simon, rồi Thánh Andre. Hai bên là hai cái đàn ông, đàn ông. Bên tay phải đàn ông. Tất cả những bức tranh vẽ rất là sống động. Và nhìn thấy cái nền, tất cả bằng đá cẩm thạch, nó trang trí rất là đẹp.